To nên tìm được ạ. Là gì? Sao to rồi? Em kiểm tra nữa không? Cái xin chào các bạn, chào ba người đang xem. Các bạn yêu mến chương trình đệm hát hướng dẫn những bài hát cơ bản thì các bạn cho mình một like, một tương tác nhé. Và đặc biệt là các bạn muốn mình hướng dẫn bài gì thì các bạn comment để hôm sau mình sẽ hướng dẫn các bạn bài đấy nhé. Hiện tại thì chúng mình thì cũng mới live stream và hôm nay là buổi thứ hai. Nhưng mà nhận được rất nhiều những cái bản đề nghị là hướng dẫn. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn bài Ai chung tình được mãi. Các bạn vừa nghe đấy, mình sẽ nghe lại một lần nữa và cảm nhận cái giai điệu của nó. Bài Ai chung tình được mãi thì mình sẽ lựa chọn một cái hợp âm vừa phải, nó không phải là quá khó cho những bạn mới chơi. Bản này mình sẽ sử dụng hợp âm mi thứ và cái vòng hòa thanh của nó, các bạn đang xem ở trên này, vòng hòa thanh để dành cho những bạn mới chơi thôi. Mình lựa chọn cái bản này để phải nói là chắc chắn là nó sẽ không được trau chuốt lắm, nhưng mà thôi không sao cả, mình mới học cơ bản mà, đúng không ạ? Thế thì bài mi thứ, các bạn biết hợp âm mi, giọng mi thứ thì nó sẽ là mi fa son la si do re mi, đúng không ạ? Tức là trong mi thứ nó sẽ có một nốt fa thang các bạn nhé, fa thang. Và hợp âm để mình chơi bài này mình sẽ là 1 2 3 4 5, vẫn là vòng hòa thanh thế thôi, 5 hợp âm. Đầu tiên mi thứ, mi
ta sẽ có mi, son, si. Đây các bạn bấm mi, son, si. Bây giờ vẫn theo cái quy tắc cũ thì là đó là tay phải mình sẽ bấm mi, son, si, tay trái mình sẽ bấm ta sẽ có si thứ bảy. Si re fa la. Si thứ bảy sẽ là si re fa thang. Pha thang mà mình vừa nói đấy, đó là cái nốt pha đen đấy. Và la. Si, re, fa, la. Cái hiệu âm si thứ bảy mình có thể đệm mà si, fa, la cũng được. Hoặc là si, re, fa, la cũng được. Và tiếp theo là hợp âm đô trưởng. Cái hợp âm mà rất là dễ. Đối với các bạn mới học nhạc ấy, thì là hợp âm đô trưởng và la thứ là những hai hợp âm mà mình có thể nói là đầu tiên, tiếp xúc đầu tiên. Rồi đến rê trưởng, đô trưởng có đô mi son. Rê trưởng, các bạn nhìn thấy nhỉ? Rê trưởng là có rê, fa, và fa đây là vẫn là fa. Fa thang, fa la. Có son, son trưởng là son si, re. Và bây giờ các bạn, nếu bạn nào đã có đàn có sẵn đàn rồi thì mình sẽ thực tập với nhau mi thứ. Mi thứ. Rồi, si thứ bảy, si re fa la. Rồi đô trưởng, đô mi son. Rồi re trưởng. Rồi son trưởng. Mình cứ thực tập về cái vòng hòa thanh này thật nhiều lần nhé các bạn nhé. Chơi được piano chuyên nghiệp thì các bạn cũng phải trải qua một cái quá trình, đó là luyện ngón trước khi chơi, nhưng mà thời lượng nó không cho phép thì mình sẽ bỏ qua cái phần luyện ngón. Và mình đã luyện ngón rồi và mình đi vào trực tiếp luôn bài hát nhé, dành cho những bạn là mới chơi. Còn ví dụ như các bạn là muốn hỏi là bắt đầu vào môn piano này thì phải làm những gì, thì sẽ có một buổi khác mình sẽ hướng dẫn nhé. Còn hôm nay là mình sẽ hướng dẫn ngay cho các bạn cái bài Ai Trung Tình Được Mãi, và mình sẽ thực tập trên cái hòa thanh, vòng hòa thanh này gồm 5 hợp âm này thôi. Nó thay đổi một chút thôi các bạn nhé. Rồi bây giờ mình sẽ làm với nhau lại nhé. Đầu tiên mi thứ. Bây giờ các bạn đánh cho mình mỗi hợp âm mình sẽ làm 4 nhịp nhé. Trước tiên là như thế đấy. Đấy. Và hợp âm thì các bạn chỉ cần học cho mình cái ký hiệu hợp âm và cái nhìn ở trên bàn phím cũng thế. Mi là son là G, si là B đấy. Đấy. Rất dễ phải không ạ? Có thể các bạn không có sâu biết nhiều về lý thuyết âm nhạc, nhưng mà mình chỉ biết là E là mi, G là son, si là B, và nhìn trên bàn phím mà mình nhấn thôi và làm theo đúng 4 nhịp. 1 2 3 4
Si thứ cũng vậy, si rê vang. Vào bài nhé. Bây giờ thực tập. Phần intro mình sẽ hướng dẫn một lúc nữa. Mi thứ, mi thứ, si thứ bảy, đô trưởng, lê trưởng, một hai ba chuyển, một hai ba bốn, một hai chuyển. Có thêm một cái lưu ý nữa, đó là riêng hợp âm mi và hợp âm si, si thứ bảy mình sẽ bài này mình sẽ đệm theo kiểu như là bốn nhịp, còn những hợp âm khác đô hai thôi, rê hai, tức là hai cái câu đầu tiên đấy, bình minh ơi dậy chưa. Và mình làm lại nhé. Và mình sẽ dưới mình sẽ chơi luôn cái phần intro của nó. Intro của nó không được sát lắm các bạn, nhưng mà mình có thể modify nó đi, mà mình có thể biến báo được. Các bạn bắt đầu từ nốt la nhé, là si rê son fa mi son fa mi fa mi rê si rê son fa mi rê, và lặp lại luôn. Mi thứ,
Các bạn mà có thắc mắc gì, có cần hướng dẫn bài gì thì các bạn cứ mạnh dạn comment bên dưới cho mình. Và hôm nay bài đến đây là kết thúc, và chúc cho các bạn sẽ tập thành thục được cái bài này và chơi được những bản piano mà mình yêu thích nhé các bạn nhé. Và lại một lần nữa cho phép mình gửi đến những lời chúc tốt đẹp nhất đến các bạn và gia đình mình. Chúc cho các bạn sẽ tìm được cái đam mê của mình nhé. Và xin chào và hẹn gặp lại.